biết hỏi ai, con mèo ở đâu. Ủa, ông Ngộ, nghe làm gì tới nhà tôi vậy hả? Trời, tôi nói cho anh Sáu nghe, nó đi theo của bà Sáu đó, ba anh trai. Nó ăn chay riết, nó ngán, là sao bữa tôi vô tình tôi ăn cái tôi cho nó cùng thịt. Trời, thấy ngon quá, tự nhiên tôi đi đâu có theo đó anh. Trời đất ơi. Tôi nghĩ là nó mang cái vận may cho tôi. Nên tôi đi đâu là nó theo đó. Đó, ông thấy không? Nhưng mà tôi thì với ông nghe, mà không ngờ bây giờ nó quất tôi hai dấu răng rồi, mà bây giờ thì hiện với anh thấy tôi có làm ăn gì đâu. Lũ tới nè. Tôi không biết tôi sống sao đây anh Sáu. Trời đất ơi, sao ông lo diện lũ rồi. Thôi giờ vậy, ngồi xuống đây tôi nói cho ông nghe. Ngồi xuống đây nha. Lũ đó mà hàng năm nó về đó, tôi kể cho ông nghe. Mấy nhà khoa học nè, truyền hình người ta làm phim rồi, người ta chiếu phóng sự rồi, người ta nói lũ á là cái đặc thù của cái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại vì cái sông Mê Công là cái sông lớn mà, nước ở thượng nguồn nó đổ về, lũ nó tràn hết đồng ruộng. Nó có lợi, lợi thứ nhất nó rửa phèn trong đất, nó tiêu diệt các cái loại côn trùng, thậm chí chuột luôn, thấy không, diệt cỏ dại. Mà đặc biệt cái là cực kỳ quan trọng mà tôi mê nhất là gì? Cái gì đó? Cái lượng phù sa khổng lồ nó để lại trong đất mình. Mà phù sa thì không biết nó là cái chất dinh dưỡng cho đúng, đất. Đúng, đúng, thấy không? Bởi vậy tôi nói lũ về là một trong những cái vấn đề mình quan trọng. Tôi nghe ông Sáu nói tôi ham lắm. Mà ông Sáu thấy tôi có đất đai ao hồ gì đâu mà trồng để chăn nuôi hay là phù sa, phù thủy gì đó. Thôi, ông yên tâm ha. Bây giờ tôi nói tiếp cho ông nghe. Nếu mà không có lũ á nha, thì tôi nói thiệt ông là mình mệt lắm. Thứ nhất, chuột không có diệt, cỏ dại không có được thường là tiêu diệt tới tận gốc. Bởi vì có nước về ngâm cỏ thì cỏ nó chết, ngâm trong nước làm sao cỏ sống nổi. Bị nhiều tháng mà. Đúng rồi. Thêm cái nó không có phù sa thì tất cả mọi thứ bà con mình phải bỏ tiền ra nè, phải thêm phân bón nè, thêm thuốc trừ sâu nè, rồi thêm công nè, thêm đủ thứ hết trơn trời. Tôi có 7 công. Tôi tính cho người ta thề. Bây giờ ông thích, ông ngộ, ông qua, ông coi được thì ông làm. Chừng nào mà ông có dư thì tôi sẽ tính vụ mà là tiền nông với ông, được không? Trời ơi, cái gì được quý quá, còn gì bằng anh Sáu. Cảm ơn anh Sáu nhiều, anh Sáu. Thôi giờ vậy, bữa nay ông ghé nhà tôi có công chuyện gì? Dạ, không có dấu gì anh Sáu. Ghé anh Sáu tính mượn chút đỉnh tiền. Vậy hả? Dạ. Thôi được rồi, nói vậy. Chuyện đó là chuyện nhỏ. Bây giờ tôi với ông đi lên chỗ ông á, bắt con phèn về. Rồi trên đường đi về ghé vào trạm xá chích ngừa nha. Dạ, rồi dạ. Tôi chích ngừa luôn cho con chó tôi. Phải, dạ, phải chích ngừa chứ. Anh Sáu nói cho tôi nghĩ y. Còn cái chuyện tiền ông để bả về bả tính với ông. Dạ, cảm ơn ông Sáu nghe. Thôi, cảm ơn Sáu nghe. Bây giờ đi bắt đi, dạ. Bắt ngọ về. Bắt phèn. Bắt phèn, trời ơi. Ghé qua chợ mua mắm tôm luôn. Chi vậy? Con thèm ăn vậy thôi chứ liên quan tới phèn chứ. Mày liệu hồn mày nha mày. Tao mà đi bắt con phèn về, tao về đây tao không muốn nhìn thấy mặt mày trong nhà tao nữa. Mày đi về nhà, mày đi. Đối xử với con như vậy, con đi lên trận trước, con bắt con phèn con đi luôn. Ê cái con này, trời đất ơi. Đừng có chấp nhất nó bệnh nền đó. Đi. Bà con à, lũ về á mang lại nguồn lợi to lớn, là có tác dụng ngâm đất nè, diệt trừ các mầm bệnh nè, rồi rửa phèn, vừa mang lại một lượng phù sa khổng lồ để bón cho đồng ruộng nữa nhé, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động nhờ nguồn thủy sản dồi dào. Bà con mình có thể đánh bắt thủy sản nè, hoặc là trồng một số loại rau màu đặc sản mùa lũ, chẳng hạn như điên điển nè, rau nhút nè, rồi rau dừa nè. Ngược lại, lũ mà không về hoặc là ở mực nước thấp sẽ khiến cho chi phí sản xuất nông nghiệp gia tăng nhiều hơn, bởi vì chúng ta phải tăng phân bón nè, rồi thuốc trừ sâu, rồi những đặc sản mùa nước nổi là không có điều kiện phát triển. Cho nên việc gì cũng có hai mặt của nó hết nhé. Nếu mà chúng ta nghĩ theo hướng tích cực thì cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều mà con ơi. Còn bây giờ MC tôi sẽ đi theo đón con cháu phèn về, sẵn một chai mắm tôm luôn. Ủa, mắm tôm làm gì ta? Bà mén này, bà tào lao thiệt. ABC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Bỏ đầy đồng tính sao giờ đây anh? Em chớ lo để anh lo cùng. Ruộng nhà có đầy ở đó mà yêu đương. Giờ có ABC chú khỏi lo có mập. Diệt mầm 360C công thức cải tiến hiệu quả vượt trội, diệt cỏ tận mầm không sợ mưa sao phun, bảo vệ mầm lúa giúp nỗi lo chết vụng. Ốc bươu vàng, nỗi lo lớn của người nông dân. Mỗi hạt polyp là một siêu anh hùng.
ốc lớn nè, ốc nhỏ nè, ốc lớn, ốc nhỏ nè. Ui, không còn con ốc. ADC mang đến sự tốt lành. Nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên vững bờ.